Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hương tôi có cơ hội về Hoàng Hóa dự triển lãm sinh vật cảnh ở thị trấn Búc Sơn. Thì ở đây cái khối lượng cây tham gia cũng khá nhiều, quy mô cấp huyện thôi. Thế nhưng mà anh em cũng mời được khá nhiều cây, từ cây đại, cây trung, cây mini, rồi lan. Thì hôm nay là tôi mới đến thì tôi thấy một cái tác phẩm này, tác phẩm xanh. Dòng này 2 người B thôi, nó không to nhưng mà cũng chất đấy, nhìn chất đấy các bạn. Cao thì tôi sẽ là 1, 2 cao phủ vì quả phúc đến đây tầm khoảng 45-50 cm. Thế nhưng mà phải nói là con này tuy nó là xanh quê đấy nhưng mà chất phải nói là hiếm có cốt này, hiếm có đấy. Đây các bạn nhìn, đây một chân bệ đấy. Cái mặt này là cái mặt trước cây này các bạn, mặt này mặt trước nhá. Để tôi xem tên này. Cây xanh của anh Vũ Sóng Hồng, số 0977 845 770. Đấy, các bạn nào quan tâm thì các bạn liên hệ với anh Hồng nhé. Mặt này mặt sau này. Dạ.